Welcome to my channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại đang là 3 giờ chiều của một ngày mùa hè rất là nắng nóng giữa tháng 7. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đến thăm nhà mình xem là nhà mình có điều gì thú vị các bạn nhá. Bắt đầu thôi. Đây là cái cổng của nhà mình các bạn nhá. Được thiết kế mái vòm rất là đẹp. Và được hai cái trụ kia thì được sơn giả lại. Bây giờ mình sẽ vào bắt đầu đi từ cổng vào các bạn nhá. Bắt đầu. Vui để các bạn thấy là thật sự là nó đấy, đây là mình đang đứng trước cổng nhà mình ạ. Đây là hai cái cột giả đá này các bạn. Bước vào cổng thì sẽ là cái dàn mướp rất là đẹp mà nhà mình đang làm mái vòm này. Đấy, các bạn thấy không, thời tiết 40 độ C mà đang nắng nóng, đi ngoài trời vào đến cổng nhà mình cái thế nó mát rượi luôn, rất là phê, rất là sướng. Mùa hè mà đang đi ngoài đường về đến cổng mà có thể thấy là nó mát ngay ấy, mát rượi luôn. Thì thực sự mới thấy là cái sự quý giá của cái vòm này, cái vòm mướp này. Thì mình làm là cách đây khoảng 3 năm rồi. Theo rất là mát mẻ luôn. Những hôm nào mà mất điện ấy, thì hàng xóm cũng hay sang chơi và cùng với mẹ mình ngồi ở dưới dàn mướp này để nói chuyện, chém gió tưng bừng để có thể tránh được cái nắng nóng của mùa hè. Các bà nói chuyện xôm lắm, ngồi dưới dàn mướp nó mát mà thỉnh thoảng lại có làn gió thoáng qua, phê lòng người. Đấy, là dàn mướp rất là đẹp này. Mình thật sự rất là ấn tượng với cái dàn mướp này. Đi qua cái dàn mướp ấy, thì ở hai bên dàn mướp sẽ là hai cái khu vườn nhà mình trồng đây. Rất là nhiều cây rau và cây hoa quả, đu đủ này, quất này, đấy, rất là nhiều. Và một bên vườn nữa thì là nhà mình đang quải cải nhé các bạn nhé. Phía xa xa kia là cây mít này, cây chanh này, và cũng là một dàn mướp. Thế là ở quê thì không bao giờ thiếu, lo thiếu là rau ăn hay là thiếu cây ăn quả các bạn. Nhà mình thì rất là nhiều. Đi qua dàn mướp dài khoảng 10 mét thì sẽ là đây là ngôi nhà của mình. Nhà này mới xây được cách đây khoảng 3 năm. Sơn màu sữa nên là bây giờ nó cũng đã phai màu nhiều rồi. Tiếp theo, đây chính là đàn vịt. Các bạn có nhìn thấy phía xa xa không? Cái vườn chuối nhà mình không? Đấy, đây là cái con này là nhà mình đi nuôi vịt nhá. Nuôi vịt để phục vụ cho những ngày mùa hay là những ngày mà gia đình có giỗ chạp hay là có cúng kiếp gì, hoặc là cuối tuần thì mình về mình chén. Đấy, nên là cũng không bao giờ phải đi mua thức ăn nhiều, cứ nhà có cái gì là chén cái đấy các bạn. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn là cái chuồng gà nhà mình nhá. Đấy, mọi người thấy không, cái chỗ này là chỗ mà mình thấy rất là sướng này. Đây là đàn gà đông tảo nhà mình này. Hiện tại thì đã tỉa bớt đàn nên là chỉ còn khoảng chục con gà bố mẹ thôi. Ở phía trên chuồng gà thì sẽ là đàn chim bồ câu nuôi cho thằng cu nó ăn các bạn, nhưng mà nó chưa biết ăn nên là toàn bố nó ăn thôi. Đấy, đây là chuồng gà nhá. Nhìn đàn gà đông tảo cho mình rất là quý cái đàn gà này. Mất công mua từ khoảng 1 năm trước, bây giờ nuôi sau bao nhiêu ngày nuôi nấng thì nó cũng đã lớn được như thế này.
thỉnh thoảng mà có gì vui vui ấy, thì lại lôi một em ra choén. Đàn ông táo thì ngon thì các bạn biết rồi đấy, rất là ngon, nên là rất là quý cái đàn gà này. Phía bên trong của chuồng gà đông táo thì là cái chuồng gà khác, mà ngày xưa nó là cái chuồng lợn, nhưng mà bây giờ từ cái ngày mà dịch tả châu Phi thì nhà mình tống hết lợn, bây giờ nuôi vài con gà ta ở đây thôi, gà để thi thôi, nên là trong này cũng có vài con lác đác nên mình cũng không quay nữa. Mình đi vào nha các bạn nhá. Đây là trong khuôn viên nhà mình các bạn. Đấy, cụ gà cụ ngồi quạch xà lách chưa. Nhà thì rộng khoảng 30m2 thôi, nhưng mà cũng quê mà rất là mát. Đây là gia đình mình mỗi chiều cuối tuần các bạn nhé. Đi. Đấy, từ ngày bà có cháu rồi bà nghỉ đi làm để ở nhà trông cháu nên là cuộc sống cũng sung sướng rất là nhiều rồi. Mấy mẫu ruộng bây giờ chỉ còn có một mẫu thôi. Hôm nay thì bố mình đi làm đồng rồi, đang đi đồng để hớt bèo về cho vịt các bạn ạ, nên là không có ở nhà. Thôi mình giới thiệu gia đình mình như thế thôi nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye.